Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn kiểu uốn layer curly, tức là kiểu uốn xoăn mà mình chải đi xuống ấy. Để đầu tiên để thuốc nó ăn vào tóc thì chúng ta sẽ chải qua một lượt mỏng thuốc lên đầu khách để chúng ta uốn xoăn nó đều hơn. Mình uốn của cái đầu này mình uốn tầm 20 phút nên là mình phải tua nhanh, và uốn cái trước mà với cái sau nó cách nhau 20 phút thì nó sẽ xoăn không đều đâu các bạn, nên mình phải bôi thuốc trước đấy. Chúng ta sẽ uốn phía sau, chúng ta sẽ uốn một trục thẳng từ chính giữa đầu, từ sau gáy ra đến trán. Ta sẽ lấy xoáy làm điểm chuẩn và chúng ta sẽ chia ra từ trên xuống đến chỗ nào mà không quấn được nữa thì thôi. Giờ là quấn từ xoáy đổ về phía trước, mình sẽ kéo ra đằng sau và quấn ra phía trước để cho lọ nó phồng hơn. Phần chân tóc nó không bị xẹp các bạn ạ. Tua nhanh thì hơi khó nhìn nhưng các bạn cố gắng nhé. Này là khách mới và chỉ uốn mà không cắt, nên là cái form đầu này là form đầu của người ta cắt trước rồi, không phải mình cắt. Có nhiều chỗ sợi tóc nó không đều nhau các bạn ạ, và bạn này cũng hạn hẹp về thời gian, bạn này muốn về sớm nữa nên mình làm luôn chứ không cắt qua nữa. Mười cm gần trán thì mình sẽ đổi size trục và cho size nó to hơn. Đổi size trục để tránh hiện tượng tóc nó xoăn quá, nó bị cao lên. Mình sẽ chuyển qua uốn phía bên tay trái và mình uốn theo hướng là đi xuống từ trên xuống dưới. Những kiểu đầu layer thì là những kiểu đầu dễ uốn nhất. Các bạn cứ uốn làm sao cho nó chặt, thật chặt. Và hôm nay uốn khá là vội nên là mình không chỉnh chu về cái mặt thẩm mỹ của những cái trục nữa. Chỉ cố uốn thật nhanh để bạn ấy còn về. Rồi mình sẽ chuyển qua uốn phía bên phải. Chúng ta cũng làm tương tự như phía bên trái nhé. Uốn từ trên xuống dưới. Nhớ là những trục gần mái thì chúng ta sẽ uốn sóng trục to hơn một tí để tránh hiện tượng xoăn quá nó tuôn lên nhé, nó mất độ dài của mái. Uốn
xong chúng ta sẽ ngồi máy tầm 20 phút là xong, ok. Đây là lúc mình vừa tháo trục ra đây các bạn, và chuẩn bị gội. Lại quan tâm và theo dõi, có ý kiến gì thì comment cho mình biết thôi nhé. Bye bye.